khiến cho em phải đau. So baby, who did I for you? Oh Lord. Và có lẽ đây là điều em muốn nói với anh bao giờ đến buồn. Và có lẽ đây là điều em luôn mong chờ khi mà hai ta chỉ ai giờ. Có lẽ đây là điều em muốn nói với anh bao giờ đến buồn. Một cảm giác sâu vào tận sâu trong tim anh khi mà hai ta cùng chung đường. Khi mà em trao vòng tay cho anh, em lạnh băng như đám cực. Em trao bờ môi cho anh mà khi anh hôn thì em. Trái tim em rồi sáng tin. Vì có lẽ anh đã chẳng nghe khiến cho em phải đau. So baby, who did that for you?